Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Đề Gì. Ở tập trước, Tiêu Viêm đã bắt đầu luyện hóa Ma Độc Ban, người của cổ tộc và Linh Tuyền cũng đã trên đường tiến tới Diệp Gia, mục đích đón Hồn Nhi và sáo huấn Tiêu Viêm một trận. Chúng ta sang tới nội dung của đột phá thương khung phần 6 tập 117. Lúc này, năng lượng màu đỏ tinh thần tràn ngập căn phòng, khiến nhiệt độ tăng cao như lò lửa vậy. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường, hút năng lượng đỏ vào cơ thể. Lần đầu tiên anh trực tiếp hấp thụ năng lượng dược vật, cảm nhận đau đớn thế nhưng không gây thương tổn nhờ dị hỏa bảo vệ. Năng lượng sau khi được luyện hóa trở thành đấu khí tinh thuần, hội tụ trong kinh mạch mang lại sức mạnh lớn. Tiêu Viêm tập trung cao độ cảm nhận cơ hội đột phá gần kề. Đấu khí cuồn cuộn như lũ làm kinh mạch và linh hồn của anh run rẩy. Năng lượng đỏ dần chuyển hóa thành sợi tơ đấu khí thẩm thấu vào cơ thể qua lỗ chân lông gây đau rát. Sau thời gian dài hấp thụ, năng lượng đỏ nhạt dần, hơi thở của Tiêu Viêm trở nên mạnh mẽ hơn. Khi mà luồng năng lượng màu đỏ cuối cùng được Tiêu Viêm hấp thụ, cơ thể của hắn đột ngột bất động như là một bức tượng. Bên trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh nước chảy nhỏ phát ra từ đan điền của Tiêu Viêm, hơi thở của hắn từ từ dâng lên mạnh mẽ. Bên ngoài trong sân yên tĩnh, hai tuyệt sắc giai nhân Huân Nhi và Thiếu Ý Tiên đang đánh cờ. Huân Nhi nhắc đến mối quan hệ giữa Tiêu Viêm và Thiếu Ý Tiên, nhận ra họ chỉ là bạn tốt. Cuộc trò chuyện giữa họ cho thấy sự đối lập và thăm dò lẫn nhau. Huân Nhi cho biết cô sắp rời đi và nhờ Tiểu Ý Tiên chăm sóc Tiêu Viêm. Tiểu Ý Tiên cam đoan rằng trường nào cô còn sống, Tiêu Viêm sẽ an toàn. Tiểu Ý Tiên tự tin khẳng định sẽ bảo vệ Tiêu Viêm, khiến Huân Nhi gật đầu hài lòng. Đang muốn đứng dậy, Huân Nhi phát hiện ra có tiếng xé gió từ xa. Cùng một lúc đó, Tiểu Ý Tiên cũng nhận ra sự hiện diện này. Huân Nhi nhận ra đó chính là người của cổ tộc, cụ thể là Hắc Yên Quân với mùi của tứ dược độc sắc thú. Hai lão giả Hắc Y xuất hiện và xác nhận đây chính là người của cổ tộc, có lẽ đến vì trận đại chiến trước đó. Tiếng xe gió ngày càng lớn và hơn 10 bóng đen từ tứ dực độc sắc thú hiện ra trên bầu trời Diệp Thành, tiến đến trang viên của Diệp gia. Thủ lĩnh Hắc Yên Quân là Linh Tuyền cung kính chào Huân Nhi và thông báo rằng các trưởng lão lo lắng cho sự an toàn của cô nên đã lệnh cho anh đến đón cô trở về cổ giới. Huân Nhi không hài lòng với sự xuất hiện của họ thế nhưng vẫn lắng nghe. Linh Tuyền tìm Tiêu Viêm thế nhưng không thấy nên hỏi Huân Nhi về sự an toàn của cô. Bạch Y lão giả không hài lòng với sự hiện diện của Linh Tuyền và Linh Tuyền cho rằng Tiêu Viêm không thể bảo vệ được Huân Nhi. Linh Tuyền nhấn mạnh mệnh lệnh từ các trưởng lão bày tỏ lo ngại về sự an toàn của Huân Nhi sau cuộc đối đầu vô điện. Huân Nhi quyết định sẽ trở về sau 2 ngày. Linh Tuyền thì chế giễu Tiêu Viêm thế nhưng khi mở cửa phòng, Tiêu Viêm xuất hiện và trả lời bằng giọng mỉa mai, ngạc nhiên vì Linh Tuyền chỉ đạt đến ngũ tinh đấu tông. Linh Tuyền thì tức giận thế nhưng nhận ra sức mạnh của Tiêu Viêm đã đạt đến cấp độ đấu tông, khiến hắn ngạc nhiên và kinh ngạc. Linh Tuyền ngạc nhiên và khó chịu khi mà thấy Tiêu Viêm đã đạt đến tứ tinh đấu tông, chỉ kém hắn một tinh mà thôi. Hắn nhớ lại lần đầu gặp Tiêu Viêm, khi đó Tiêu Viêm chỉ là một đấu linh không đáng chú ý. Lúc đó Linh Tuyền đã muốn làm nhục Tiêu Viêm, nếu không có Tô Thiên Đại trưởng lão can thiệp, Tiêu Viêm cũng không quên được sự sỉ nhục đó. Linh Tuyền mỉa mai Tiêu Viêm, thế nhưng Tiêu Viêm đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng, nhấn mạnh rằng hiện tại sức mạnh của hai người rất là khó phân biệt. Linh Tuyền tự tin rằng dù Tiêu Viêm đã tiến bộ, hắn vẫn có thể đánh bại Tiêu Viêm dễ dàng do sự huấn luyện và đấu kỹ tốt nhất từ cổ tộc. Cuộc đối đầu giữa hai người trở nên căng thẳng khi mà cả hai trao đổi lời lẽ và ánh mắt chứa đầy sát khí. Tiêu Viêm khẳng định rằng trong mắt của hắn Linh Tuyền chẳng là gì cả, làm cho Linh Tuyền càng thêm tức giận. Sự căng thẳng tiếp tục gia tăng khi mà cả hai đều không che giấu sự thù hận và ý định quyết đấu. Khi mà nhận thấy sát ý ở trong mắt Linh Tuyền, Huân Nhi quát lớn làm hắn thu hồi ánh mắt. Linh Tuyền trong lòng vẫn tràn đầy tức giận và chuyển mục tiêu giận dữ sang Tiêu Viêm. Linh Tuyền nhắc nhở rằng nhiệm vụ của mình là nhanh chóng đưa Huân Nhi trở về cổ giới mà không được chậm trễ, ám chỉ rằng nếu bị ngăn cản sẽ lập tức hành động quyết liệt. Tiêu Viêm ngạc nhiên khi mà nghe điều này, hỏi Huân Nhi có thật sự phải đi. Huân Nhi thì gật đầu giải thích rằng nếu không trở về sẽ gây rắc rối cho Tiêu Viêm. Nàng nhẹ nhàng sửa lại áo cho Tiêu Viêm và hứa sẽ chờ đợi khi mà mọi chuyện xong xuôi anh có thể đến cổ giới. Tiêu Viêm dù rất là không muốn xa Huân Nhi cũng chấp nhận và hứa sẽ đuổi theo nàng. Khi mà Tiêu Viêm nắm lấy tay của Huân Nhi, Linh Tuyền ghen tức và gầm lên, thế nhưng bị Hắc Y lão giả ngăn lại, yêu cầu chú ý đến thân phận. Linh Tuyền chịu trách móc thế nhưng vẫn nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt thù hận. Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm một lúc lâu trước khi xoay người rời đi. Khi mà qua mặt Linh Tuyền, nàng lạnh lùng ra lệnh khiến hắn càng thêm tức giận thế nhưng vẫn phải tuân theo. Linh Tuyền sau khi nghe Huân Nhi ra lệnh rời đi, cứng đầu từ chối và giải thích rằng hắn còn nhiệm vụ phải thực hiện. Huân Nhi thì nổi giận yêu cầu hắn lập tức rời khỏi. Hai Hắc Y lão giả cũng bước tới, tỏa ra khí thế mạnh mẽ bao trùm Linh Tuyền, khiến hắn phải khuỵu gối thế nhưng vẫn nhìn Tiêu Viêm đầy đố kỵ. Linh Tuyền lấy ra một khối ngọc bài đỏ biểu tượng của mệnh lệnh từ trưởng lão, khiến hai Hắc Y lão giả dừng lại. Hắn thông báo rằng mình có lệnh bắt Tiêu Viêm về cổ giới và nếu bị từ chối hắn có quyền dùng vũ lực. Lời nói của Linh Tuyền làm không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và căng thẳng. Bầu không khí căng thẳng khi mà Linh Tuyền cầm huyết sắc ngọc bài, khiến hai lão nhân áo đen không dám hành động. Ngọc bài này có uy lực lớn ở trong cổ tộc. Tiêu Viêm và Huân Nhi đều tỏ ra căm giận khi mà thấy ngọc bài. Huân Nhi yêu cầu Linh Tuyền rời đi thế nhưng hắn từ chối, tuân theo lệnh của trưởng lão.
Linh Tuyền đầy sát ý với Tiêu Viêm, quyết tâm để lại ấn tượng khó quên cho hắn. Mang Sô biết sẽ làm Hồn Nhi tức giận. Tiêu Viêm đối mặt với Linh Tuyền mà không sợ hãi, thách thức hắn. Linh Tuyền thì cười lạnh, cho rằng Tiêu Viêm chỉ là một con kiến hôi ở trong mắt cổ tộc. Tiêu Ý Tiên xuất hiện để bảo vệ Tiêu Viêm, thế nhưng Tiêu Viêm nhấn mạnh rằng anh không cần sự giúp đỡ để đối phó với Linh Tuyền. Anh tự tin vào sức mạnh của chính mình, chỉ trích Linh Tuyền dựa vào danh tiếng cổ tộc mà khẳng định sẽ đánh bại hắn mà không cần ai hỗ trợ. Tiêu Ý Tiên đành nghe theo Tiêu Viêm dù rất là không ưa Linh Tuyền. Hôn Nhi khuyến khích Tiêu Viêm hành động, hứa sẽ chịu trách nhiệm. Hai lão nhân áo đen nhìn Linh Tuyền và thầm nghĩ rằng anh ta không nên hành động tùy tiện dù có huyết ngọc lệnh. Tiêu Viêm yêu cầu Diệp Trọng cho mượn nơi để giải quyết chuyện riêng và Diệp Trọng đồng ý. Tiêu Viêm thách thức Linh Tuyền, người quyết định đấu tay đôi với anh. Linh Tuyền tấn công trước thế nhưng bị Tiêu Viêm chống trả mạnh mẽ. Cuộc chiến diễn ra ác liệt với Tiêu Viêm tỏ ra vượt trội, phá vỡ trường thương của Linh Tuyền. Linh Tuyền cố gắng sử dụng đến quyết thế nhưng Tiêu Viêm nhanh chóng thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, tăng cường sức mạnh và tung đòn quyết định. Cuối cùng Tiêu Viêm phá vỡ thủ ấn của Linh Tuyền, khiến anh ta thua cuộc và bị gục ngã. Tiêu Viêm thể hiện rõ sự thất vọng trước sự yếu kém của Linh Tuyền. Tiêu Viêm đánh bại Linh Tuyền khiến các Hắc Yên Quân kinh ngạc vì sức mạnh của anh. Tiêu Viêm chỉ dùng đấu khí, không cần đến đấu kỹ mà vẫn chiến thắng dễ dàng. Linh Tuyền bị Tiêu Viêm chia là phế vật và kém xa những thanh niên tài năng khác ở trong cổ giới. Hôn Nhi đắc ý trước chiến thắng của Tiêu Viêm, Linh Tuyền quyết định dùng bí pháp Hỏa Huyết Công tăng sức mạnh lên Thất Tinh Đấu Tông, thế nhưng vẫn không đủ đối phó với Tiêu Viêm. Cuối cùng thì Tiêu Viêm vẫn không coi Linh Tuyền ra gì và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. Tiêu Viêm dễ dàng né tránh và phản công mạnh mẽ, khiến Linh Tuyền chịu thất bại thảm hại. Linh Tuyền cố gắng dùng bí pháp để phản công thế nhưng vẫn bị Tiêu Viêm áp đảo. Cuối cùng Tiêu Viêm nắm cổ Linh Tuyền và nhắc lại quá khứ, khẳng định rằng hắn bây giờ đã đủ tư cách đánh giá Linh Tuyền. Linh Tuyền lúc này thấm thía sự mạnh mẽ và tiến bộ vượt bậc của Tiêu Viêm, nhớ lại những năm tháng trong quá khứ và nhận ra rằng giờ đây Tiêu Viêm đã hoàn toàn vượt qua hắn. Tiêu Viêm dễ dàng đánh bại Linh Tuyền khiến hắn mang nặng bóng ma thất bại. Tiêu Viêm ném Linh Tuyền vào cột đá gây chấn thương nặng thế nhưng không giết hắn để tránh rắc rối cho Hôn Nhi. Sau đó nhóm Hắc Yên Quân vội vàng đưa Linh Tuyền đi. Hai lão nhân áo đen nhắc Tiêu Viêm phải bảo trọng và nhanh chóng nâng cao thực lực để tự mình bảo vệ bản thân. Huân Nhi thì chia tay Tiêu Viêm, hứa sẽ chờ hắn tại cổ tộc sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Huân Nhi cùng với nhóm hộ vệ rời đi, để lại Tiêu Viêm đứng sừng sững nhìn theo. Tiêu Viêm nhìn theo bóng của Huân Nhi rời đi, quyết tâm chứng tỏ giá trị của mình. Anh thảo luận với Diệp Trọng về đan hội, một sự kiện lớn dành cho luyện dược sư. Đan hội có vòng sơ loại và yêu cầu phiếu tiến cử. Tiêu Viêm nhận ra rằng mình chỉ có 4 tháng để chuẩn bị cho sự kiện này, nơi mà anh cần đạt thành tích cao để hoàn thành mục tiêu. Cuối cùng Tiêu Viêm nhắc lại lời hứa với Hân Lam, đảm bảo sẽ giúp Diệp gia đạt được chức vụ trưởng lão đan tháp, điều khiến Diệp Trọng và Hân Lam vô cùng phấn khởi. Vậy là nội dung của chúng ta tới đây là kết thúc rồi, các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo thì gì, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.